Rồi các bạn đang nhìn trên màn hình của mình đó là phần mềm SketchUp rồi, ok. Ở đây thì Phương hơi chậm mất 2 3 buổi thì chúng ta sẽ nói sau. Chúng ta tiến hành theo tiến trình như bình thường nhé. Trước tiên mình thiết lập đơn vị cho nó đó. Rồi. Hôm nay chúng ta đi đến với cái bài hôm trước đang dở bài số 4 đúng không? Bài số 4 đúng không? Hôm trước đang nói về cái bài 4.1 chúng ta đã xong rồi. Chúng ta nói về bài 4.2 và 4.3. Trong bài 4.2, 4.3 này thì chúng ta có một cái lý thuyết mới thì chúng ta cần phải nhớ. Đấy là cách to thu nhỏ ô vật liệu trên vật thể. Đôi khi chúng ta tô vật thể vào như là tô cái vật liệu của chúng ta vào thì chúng ta còn hơi bị bé. Chúng ta muốn cho kích thước bằng với yêu cầu của mình chẳng hạn thì chúng ta làm như thế nào? Học cách phóng to thu nhỏ ô vật liệu trên vật thể nhé. Giả sử mình có một cái ô vật liệu như sau, cái vật thể như sau nè. Mình vẽ một cái hình chữ nhật như này. Rồi, ok. Ví dụ mặt này mình tô cho nó là một vật liệu đá đi. Mình lên mạng mình search search đá như này. Rồi mình lên mạng mình search. Đây. Mình search đá, map đá. Map đá. Rồi, ok, mình search một cái map đá nào đấy. Đây, mình cho cái đá này, đi, đá xanh này đi. Rồi, mình lưu nó lại. Nó là dạng một file ảnh mà, nên mình lưu nó lại. Rồi, bây giờ mình tô cho nó. Rồi. Mình lấy map đá vào. Rồi, ok các bạn nhìn thấy map đá nó đã vào rồi. Rồi nhưng map đá này nó to quá mình muốn cho nó bé vào chẳng hạn thì cách làm như sau nhé các bạn để ý này. Chọn cái bề mặt mà mình vừa tô vật thể nhá, vừa tô vật liệu nhá. Nhấn chuột phải này. Rồi. Chọn texture nhé các bạn nhá. Nhấn chuột phải này, chọn texture này, rồi chọn position nha, position này, rồi mình viết lên trên này cho các bạn nhìn thấy nha. Đầu tiên này, chọn mặt đá tô vật liệu, sau đó nhấn chuột phải, chọn texture. Đấy. Và chọn position. Position. Đấy. Sau đó chọn các nút và điều chỉnh cho phù hợp. Đấy. Mình nhắc lại các bước nhé. Đầu tiên này, chọn mặt đá tô vật liệu. Sau đó nhấn chuột phải, chọn texture. Chọn position và chọn các nút và điều khiển sao cho phù hợp. Bây giờ các bạn quan sát mình làm nhé. Chọn bề mặt này, nhấn chuột phải này, chọn texture này. Chọn position nhé. Đó, các bạn nhìn thấy các nút này không? Rồi, ok, bây giờ cái nút màu đỏ này nó dùng để di chuyển nhá. Di chuyển này, đó các bạn nhìn thấy các ô nó liền nhau đó. Còn cái nút màu xanh này nè, đó các bạn nhìn nó màu xanh lá cây nè. Còn đây màu xanh dương nhá, còn đây màu vàng nhá. Màu xanh lá cây các bạn nhìn thấy cái nút xoay xoay ở giữa này nè. Đó các bạn nhìn thấy mình có thể cầm xoay đi mọi hướng này, hoặc không kéo to nó ra này. Đó.
hoặc kéo nhỏ nó vào này. Đó, được chưa? Đó, mình kéo to ra, kéo nhỏ nó vào đều được. Thế còn cái nút màu vàng này này, đó các bạn nhìn thấy này, kéo như này nó để biến dạng nó đi, hoặc mình gọi là xô đó, xô. Còn cái này là tạo cái bề mặt của mình nó nghiêng chéo này bao nhiêu độ này. Đó, rồi được chưa? Các bạn nhìn thấy có bốn nút nha, mình nhắc lại nha. Nút màu đỏ này dùng để di chuyển cái vật liệu đấy. Nút màu xanh lá cây nè là dùng để xoay ô vật liệu hoặc kéo to phóng nhỏ cái vật liệu đấy ra, tức là thay đổi kích thước đó. Còn cái nút màu vàng này nó dùng để xoay xô nghiêng đối tượng, xô nghiêng cái ô vật liệu đó. Còn cái nút màu xanh này đấy, nó dùng để xô đó. Đó, các bạn nhìn thấy thì thường nhá, thường thì mình chỉ dùng cái nút màu đỏ thôi và nút màu xanh lá cây này thôi, chứ nút màu vàng và nút màu xanh dương này ít khi mình phải dùng tới nó. Và sau khi các bạn sử dụng xong thì các bạn nhấn chuột ra bên ngoài thì các bạn được vật liệu là bạn đúng mong muốn. Được chưa? Các bạn nắm rõ chỗ này chưa? Rồi, Thủy ổn không? Em ổn ạ. Thực hành cho anh, thử xia màn hình thực hành cho anh xem sao nhé. Rồi, ok Thủy. Rồi. Cho em tí, em mở nhầm 2017 nữa rồi. À rồi, ok em. Tắt 2019 đi. Rồi gọi cái mét xuống đi em. Rồi, ok em. Rồi, Hà nhá, Hà quan sát làm nhá, Hà nhá. Đây là chú. Chào cháu. Chào lên muộn. Hôm nay bà trai đưa đi hay sao mà học muộn thế? Hôm lúc 8 rưỡi cháu đã lên rồi mà cháu tưởng hôm nay nghỉ. À thế à, nghỉ chú sẽ báo trước mà. Wow. Rồi ok, cháu quan sát nha, cho nó chú giảng lại cho cháu nghe nhá. Dạ. Rồi em lấy một ô vật liệu nào đấy thôi cũng được. Thủy không có vật liệu gỗ nào à? Rồi, lấy cái cửa cũng được. Ơi, em làm vậy sao được? Em xóa nó đi. Chúng ta đang học cách tô vật liệu rồi, em chọn một bề mặt đi. Chọn một bề mặt đi. Không, bề mặt đúng rồi. Nhấn vào ô tô vật liệu đi, công cụ tô vật liệu đâu? Đừng inbox. Công cụ tô vật liệu đúng rồi. Không, tô wood đi em ơi. Bấm sang kia, tô wood đi, đừng tô màu. Đúng rồi, chính xác, vuốt đi, rồi tô một ô bất kỳ đi, rồi ok, sang exit đi. Exit đâu? Đúng rồi, bấm vào biểu tượng lấy map nào. Không, vuốt màu rồi.
thư mục đâu, thư mục lấy map đâu, quên cái này rồi hả Thủy ơi? Đúng rồi, tìm đến nơi chứa ô vật liệu của mình đi. Map phân gỗ này, map phân gỗ nhiều thế kia mà. Quay lại đi, anh nhìn thấy map phân gỗ rồi. Đấy. Không, cái ổ vừa rồi cơ. Đúng rồi đấy, map phân gỗ đây đây, đây đây đúng không? Lấy một ô bất kỳ đi. Rồi, đúng rồi, chính xác. Đấy, bây giờ zoom to lên cho mọi người nhìn đi. Zoom to nó lên, map này rất nhỏ luôn đúng không? Nhìn thấy chưa? Rồi, rất nhỏ đúng không? Rồi, zoom nhỏ nó vào. Chọn công cụ đi, chọn công cụ di chuyển đi, pick tool đấy. Không, chọn công cụ đi em ơi, công cụ mũi tên đấy. Công cụ di chuyển của mình đâu rồi? Đúng rồi, chọn bề mặt đi. Nhấn chuột phải nào. Texture đâu? Đúng rồi, position đâu? Đúng rồi, cầm mũi tên màu đỏ ấy, di chuyển xuống góc dưới nào. Di chuyển xuống góc bên trái dưới nào, bên trái dưới mà, bên trái dưới đi, dưới đi. Dưới. Cho hẳn vào dưới dưới đi, góc dưới. Góc dưới cùng á, Thủy ơi. Đúng rồi, đấy. Rồi bây giờ cầm cái nút màu xanh lá cây đi. Màu xanh lá cây, rồi cầm kéo to ra. Kéo đến góc kia đi, kéo góc sang góc bên phải đi. Kéo nữa đi, cho mọi người thấy phân gỗ nó to ra. Kéo nữa đi, cứ kéo đi. Đó, các bạn nhìn thấy phân gỗ to chưa? Rồi, phải zoom zoom nhỏ vào. Lăn đi chuột đi, lăn đi chuột đi. Rồi, nhấn chuột ra ngoài, kết thúc nào. Nhấn chuột ra hẳn ngoài đi. Rồi, zoom to lên. Đó, các bạn nhìn thấy phân gỗ nó to ra chưa? Rồi. Ổn không Thủy ơi? Rồi ạ. Rồi xoay một bề mặt khác làm cho các bạn quan sát lại lần nữa nào. Rồi. Đấy, map của chúng ta nhỏ quá, chúng ta có thể kéo to ra bằng cách này, chúng ta kéo như thế nhá. Rồi, đúng rồi. Texture đúng rồi, position chính xác. Rồi. Rồi, thấy map nó to ra chưa? Nhấn chuột ra ngoài đi. Rồi, nhìn thấy map nó to hẳn ra đúng không? Được chưa? Thế còn cái map đẹp mà nó nổi vân lên, nổi lên như kiểu cái gỗ tự nhiên của mình ấy, thì chúng ta sẽ nói ở trong mục Play nhá. Ở đây chúng ta chỉ nói cái phần cơ bản, câu vật liệu cơ bản thôi, được chưa? Hà, cái này ổn chứ nhỉ Hà Dạ rồi ạ. nhỉ? Rồi, ok Hà. Bây giờ các bạn nhìn tiếp nha. Ví dụ như bình thường là thì các bạn chọn bề mặt này, các bạn nhìn sang mục Edit nha. Các bạn có thể điền chiều rộng của cái ô vật liệu đấy và chiều cao của ô vật liệu đấy theo một kích thước mà mình mong muốn. Nếu các bạn nắm chắc được cái thông số kích thước chiều rộng và chiều cao của cái bề mặt đấy, ví dụ như bây giờ đây các bạn nhìn này. Rồi, ok, mình có một cái map đá như này chẳng hạn. Đây, map đá này. Ok, đây các bạn, đây nhìn thấy cái tường gạch đi, mình cho nó một cái tường gạch để các bạn dễ hình dung đi. Map gạch đây, map gạch đây, đây mình tô cái vật liệu gạch như này. Rồi, ok, mình lưu nó vào. Mở SketchUp lên. Mình thay cái này đi. Đó, các bạn nhìn thấy tường gạch này. Đó, nhìn thấy chưa? Ví dụ các bạn có thể muốn thay đổi kích thước ở đây. Các bạn bẻ khóa nó ra, các bạn thay đổi kích thước ở đây này. Ví dụ 610, các bạn có thể cho lên bằng cho nhỏ xuống 400. Đấy, các bạn nhìn thấy chiều rộng của nó thu nhỏ lại. Các bạn có thể cho to ra 1200. Đấy. Đấy, nó to ra. Đấy, tất nhiên là tỷ lệ của nó thì các bạn đừng nên bẻ khóa nhé. Nếu như tỷ lệ ban đầu của nó đã ổn rồi thì các bạn đừng nên bẻ khóa, các bạn mở khóa nó ra. Các bạn thay đổi, các bạn khóa lại này, thay đổi tỷ lệ để cho nó tự thay đổi chiều cao thì nó giữ nguyên được cái tính chất vật liệu của mình. Đó, được chưa? Rồi, các bạn nắm rõ vấn đề chưa?
Rồi ok, bây giờ các bạn đi tiếp nhỉ. Đấy chỉ là một cái mục nhỏ thôi nha, trong buổi học hôm nay nha. Chúng ta đi tiếp này. Khóa đối tượng nha. Rồi chúng ta sang phần 2 trong ngày hôm nay nha. Phần 2 này. Cách khóa đối tượng nha. Cách khóa đối tượng này. Khóa đối tượng để làm gì? Để chúng ta không tác động vào nó được nữa thì người ta dùng khóa đối tượng. Ví dụ như các bạn có một cái đối tượng như này chẳng hạn, các bạn muốn khóa nó vào để các bạn có thể vẽ đối tượng khác nhấc nó ra mà không ảnh hưởng đến đối tượng này, thì các bạn nhấn chọn nó này, sau đó các bạn vào exit này, chọn đây, ok mình phải group cái này vào đã, rồi mình vừa group nó vào. Rồi ok, sau đó mình vào exit này, chọn lúc này, các bạn nhìn thấy lúc này. Đó, mình khóa đối tượng này rồi này, lúc này mình muốn di chuyển đi trước đó. Đó, nó không có sự tác động gì nữa cả. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, nó báo lỗi hết. Đó, được chưa nhỉ? Đó, đó, chúng ta không thể tác động vào nó nữa. Ví dụ như những cái đồ vật mà mình muốn cố định rồi. Ví dụ như các bạn sau này làm nhà hay làm tủ gì đó, đánh tủ hay là vách tủ đó, các bạn đã làm chính xác rồi, đặt đúng vị trí rồi, các bạn không muốn tác động gì vào được nữa thì các bạn khóa nó vào. Đấy là cách khóa đối tượng nha. Rồi ok, các bạn nhớ này, nhớ là trước khi khóa, trước khi muốn khóa đối tượng thì phải make group nha. Make group. Rồi make group. Rồi ok Hồ Thủy. Các bạn phải make group vào nha. Sau đó này, các bạn chọn đối tượng này. Chọn đối tượng. Chọn đối tượng. Rồi nhấn chuột phải, vào bảng chọn exit, bảng chọn exit, chọn lúc, đấy là khóa đối tượng đấy. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ các bạn muốn mở khóa như thế nào? Cách mở khóa nha. Cách mở khóa này. Tức là chọn đối tượng. Cái khóa này. Đó. Sau đó vào exit. Chọn unlock nha. Unlock. Unlock. Đây các bạn quan sát mình làm nha. Đây đối tượng này mình khóa rồi, bây giờ mình mở ra, mình chọn nó này. Vào exit này. Chọn unlock này, chọn on nha. On là mở tất cả nha. Còn select là chỉ mở một cái đối tượng mà mình chọn lựa thôi. Các bạn nhớ như vậy nha. Select dùng để mở khóa đối tượng mình đang chọn. Còn on là mở toàn bộ những đối tượng bị khóa trong chương trình sở cách chấp đang chạy. Được chưa? Rồi mình on đi. Rồi đấy, lúc này nè, đã mở khóa ra rồi. Đó, ví dụ sau này mình có rất nhiều đối tượng ở đây chẳng hạn. Rất nhiều đối tượng ở đây.
đấy, make group, make group mình muốn quét như này chẳng hạn, để mình chọn được cái đó. Đấy, ví dụ như các đối tượng này mà nó lại chồng vào với nhau như này đó, nếu các bạn quét cả thì nó sẽ vướng như này. Mình muốn khóa đối tượng này vào, mình chọn nó này, exit group, đấy, khóa đối tượng rồi. Lúc này các bạn chọn tất cũng chẳng sao cả, mà di chuyển đi đó, nó chỉ di chuyển hai đối tượng này thôi chứ không chọn di chuyển đối tượng bị khóa, được chưa nhá. Ví dụ mình khóa cả đối tượng này đi chẳng hạn, mình nhấn vào nó, chọn exit group, rồi đấy nó khóa rồi. Mình chọn cái này, các bạn nhìn con chuột của mình kéo tất nhé, đó mình di chuyển này thì nó chỉ di chuyển đối tượng không bị khóa thôi, còn đối tượng bị khóa thì không thể di chuyển được. Bây giờ mình muốn mở ra này, mình chọn đối tượng bị khóa này, mình chỉ muốn mở cái hình trụ này thôi, chưa cái hình chữ nhật, hình khối hộp này mình không muốn mở. Mình chọn mỗi hình trụ, vào exit, chọn unlock, chọn select, đó thì mỗi khối trụ này nó được mở thôi, còn lại cái khối hình hộp này không được mở. Thế nếu như mà mình muốn mở một phát tất luôn thì mình cứ để nguyên này, không phải chọn cũng được, vào exit, chọn unlock, chọn all, lúc này select nó ẩn đi mà, bởi vì không có một đối tượng nào được chọn cả. Mình chọn all, nó mở hết toàn bộ ra này các bạn này, đó rất dễ sử dụng như thế thôi. Rồi các bạn nắm rõ chưa? Hà ổn không? Dạ ổn ạ. Thủy ổn không? Em ổn ạ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập như thế nào? Nhờ vào cái lý thuyết này thì các bạn để ý này, với những cái bài tập đó mà chúng ta đã có cái hình mặt cắt của nó như này này, hay là biểu tượng mà chúng ta muốn vẽ nó đó, thì các bạn nên lấy vào ô vật liệu, được chưa nhỉ? Đây các bạn để ý này, đây nhá, ví dụ như mình lấy một cái ngôi nhà đi, ngôi nhà đi, ngôi nhà mái bằng đi, mái bằng đi. Đây các bạn nhìn thấy một cái tiết diện đằng trước của nó đó. Rồi thường thì đa phần những bạn làm sơn á, như kiểu Hà hay là anh Phương đó, thì thường hay làm kiểu này, là chúng ta chỉ thiết kế đằng trước của ngôi nhà thôi, còn đằng sau của ngôi nhà, ví dụ nhà ống đi, đây đấy, cái nhà ống như này đi đó, thì mình lấy vào mình thiết kế nó, mình chỉ thiết kế mỗi cái tiết diện đầu thôi, còn sau là dựng khối hộp là được rồi, ok rồi đấy. Những ngôi nhà, nhà ống, mình chọn ngôi nhà ống này đấy, mình thiết kế đằng trước này đấy. Save. Bây giờ đây mình mở SketchUp ra này. Rồi ok, mình trở về mặt đứng của nó đi. Mình vẽ một cái hình đi, hình chữ nhật bất kỳ đi. Đấy, ok chưa các bạn? Rồi mình tô một cái vật liệu bất kỳ vào đây. Rồi đang mắc cạnh rồi, ok. Mình chọn cái hình ngôi nhà đi. Đó các bạn nhìn thấy ngôi nhà nó đã vào đây rồi. Sau đó mình chọn nó, nhấn chuột phải này, chọn texture này, position này, mình di chuyển cái góc này xuống, mình cầm cái này mình kéo, các bạn nhớ chỉ cầm màu xanh nhé, còn tỷ lệ của ngôi nhà kệ nó. Đó các bạn nhìn thấy chưa, các bạn nhấn chuột ra ngoài kết thúc này, đó các bạn đã có ngôi nhà vào trong này rồi đấy. Nếu như thấy tỷ lệ này của nó không ổn lắm thì các bạn có thể di chuyển cái cạnh này nó vào. Đấy các bạn thấy nó cắt này. Đấy, rồi cái cạnh này. Rồi ok. Rồi mình cho hơi dài ra một chút, mình chọn S. Đó các bạn nhìn thấy chưa, ổn chưa? Rồi như vậy bây giờ các bạn xong rồi, các bạn khóa nó vào exit, mình make group nó vào đó, sau đó mình khóa nó vào, khóa vào được chưa? Khóa rồi thì không tác động được nó nữa rồi. Rồi ok, mình hơi di chuyển cái bề mặt này vào đằng sau một chút,
À rồi, ok, mình vẽ một hình chữ nhật đi, bởi vì mình khóa rồi mình không di chuyển được nó về đằng sau nữa. Thì bây giờ mình vẽ một hình chữ nhật vừa bằng cái hình này. Rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy nó chồng lên nhau rồi đấy. Mình kéo chặt tất này. Rồi, ok, mình mờ này, mình di chuyển cái mặt vừa vẽ này về đằng trước này. Rồi, ok các bạn. Sau đó các bạn sang cái công cụ này nhé. Công cụ Styleline kiểu nhìn này. Đó các bạn nhìn thấy, các bạn nhấn chuột phải lên nhé. Nhấn chuột phải lên thanh công cụ nhé. Tích vào mục Styleline nhé. Kiểu nhé. Kiểu này. Đấy, nó xuất hiện cái bảng này này. Đây là cho nhìn các kiểu thôi, kiểu lưới, kiểu nước mà mình đã giới thiệu ngay trong bài 1 đó. Thì ở đây các bạn chọn cái thằng X-Ray nhá, để nó trong suốt nhá. Đó, các bạn nhìn thấy trong suốt chưa? Sau khi trong suốt rồi, các bạn nhấn vào cái mặt chiếu đứng nhá, bởi vì mình đang ở mặt chiếu đứng mà. Đó, được chưa? Rồi, ok, mình di chuyển cái này hơi lệch về đây một tí. Rồi, các bạn nhìn thấy này. Thế bây giờ mình chỉ làm gì thôi? Mình chỉ đồ nó xuống thôi, đúng không? Đấy, nếu các bạn làm nó chính xác hơn thì các bạn cứ để hai cái mặt này nó bằng nhau cũng được, chả sao cả. Đây, nó áp vào nhau như này. Đó, mình về mặt chiếu đứng này. Đấy, lúc này mình cứ thế mình đồ thôi, mình kẻ đường nó xuống. Vẽ hình chữ nhật này. Đấy. Được chưa? Rồi. Ok, tiếp. Đây, cái cột nhà đến đây. Bên này cũng thế. Rồi, ok. Được chưa? Đấy, lúc này các bạn có thể cút nó ra. Rồi, hai ba cái này bằng nhau cho nên mình xóa ở đoạn này đi. Rồi, ok, mình cút nó ra. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Mình cút ra đằng trước này. Đó, đây mình nhả ra này. Đó, được chưa các bạn? Và cứ thế về mặt đứng các bạn lại làm tiếp những cái chi tiết ở đằng sau, ở đằng trước này. Tiếp tục cái mái hiên này. Các bạn làm tương tự như thế, các bạn vẽ bằng line cũng đều được cả nhé. Hoặc các bạn sử dụng công cụ khác đều được cả. Rồi, ok các bạn, cứ thế các bạn làm thôi. Đấy. Rồi. Bút tiếp. Được chưa các bạn? Rồi. Đấy, đối với căn nhà hay là đối với tủ của mình cũng làm tương tự như thế nhé. Nếu các bạn có kích thước này nhé, thì các bạn đánh đúng bằng kích thước nhé. Ví dụ như đây. Cái tủ này của mình cao 2 mét này. Rộng 1m2 này. Đó. Và chiều sâu của nó là 550. Chiều sâu 550 thì mình sẽ nói sau. Ở đây là cao 2 mét này. Dài 1m2 này. Rồi, ok các bạn. Mình sẽ vẽ một cái tấm hình chữ nhật ra. Đó, được chưa? Vẽ một tấm hình chữ nhật này, các bạn nhìn thấy này. Đó, mình đánh thông số mà. Mét 2. Cao 2 mét. Rồi, ok, đây, một hình chữ nhật đây. Sau đó mình tô vật liệu cho nó. Rồi, mình tô đại khái đi. Rồi, chính ngôi nhà đấy rồi. Ok, thôi mình lấy một cái ô khác đi, nó không bị ảnh hưởng đến bài kia. Rồi, mình sang Exit. Mình chọn cái tấm ảnh vừa rồi mình, đó, mình tìm bài tập của mình. Bài tập đồ họa SketchUp bài 4. Đây, mình lấy cái này. Open vào. Sau đó mình chọn nó, nhấn chuột phải. Chọn Texture, chọn Position. Mình kéo nó vào góc này. Đây mình đưa đưa đó vào góc này. Rồi, mình cầm cái này mình kéo lên. Rồi các bạn cứ kéo thoải mái đi. Đấy, vừa kéo vừa di chuyển nó vào đúng vị trí. Rồi, tiếp theo một tí nữa. Rồi, ok, thêm tí nữa.
Rồi, ok, xem ra có vẻ gần bằng thế, bởi nhìn thấy chiều cao nó giống rồi. Rồi, ok các bạn. Rồi, ok, mình nhấn chuột ra chỗ khác. Rồi, ok các bạn. Bạn nhìn thấy này. Rồi, ok, bây giờ mình di chuyển cái bề mặt là cái đối tượng này vào sau một tí. Rồi, ok. Mình make group nó vào. Rồi. Bây giờ mình khóa nó lại. Rồi, mình trở về mặt đứng này. Đó, mình vẽ một hình chữ nhật vừa bằng cái hình này. Rồi. Ok đó, đã có một hình chữ nhật rồi đấy, nó đè lên, mình cho chế độ trong suốt đi. Rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ thì mình chỉ vẽ theo các đồ, theo các hình này thôi. Đây, mình vẽ đây. À, các bạn có thể lấy chính xác luôn. Đó. Đấy, đến đây. Rồi. Tiếp. Rồi, xuống dưới này. Rồi. Tiếp đây. À rồi, hình như là mình đã sai cái chỗ này rồi. Rồi đây. Cái bên dưới nó là một tấm rất to luôn. Rồi. 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 Còn cái này nó suốt treo rồi, suốt treo thì mình không nói rồi, suốt treo nó hình tròn rồi. Nó đặt ở bên trong tủ rồi. Rồi, ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành. Bây giờ nhiệm vụ của mình, các ray vách ngăn mình chỉ cần đi xóa đi thôi. Đó. Xóa như chỗ này đi. Rồi. Đây suốt treo. Rồi. Rồi ok đây nhá. Rồi. Rồi ok các bạn. Thế bây giờ mình xóa xong rồi thì mình làm gì? Mình put nó ra thôi. Đẩy khối nó ra. Đây mình chọn bề mặt này. Đó, mình tròn 550, 550 theo đúng kích thước của bản vẽ. Rồi, đúng 550. Ok các bạn nhìn thấy đã xong chưa? Rồi, xong rồi. Thế bây giờ mình muốn nhấp ra chỗ khác thì như nào? Mình make group nó vào. Đây mình xóa cái bề mặt đằng sau này đi. Đấy, bởi vì là mình vướng cái đối tượng ở đằng sau này mà. Đây. Đấy, mình có thể xóa cả đây, bề mặt đằng sau. Đó, các bạn nhìn thấy. Đấy, mình make group này. Mình di chuyển nó ra ngoài. Ok, các bạn đã thấy xong tủ chưa? Chỉ còn một cách đằng sau nữa là chúng ta ổn thôi. Rồi, chỗ nếu như chỗ này các bạn gặp hở như này chẳng hạn. Không vấn đề gì các bạn nhé. Các bạn cứ nối nó lại là lập tức nó kín thôi. Đây. Rồi cái chắp rất hay là ở chỗ nào chúng ta cứ nối phát là lập tức nó kín vào. Đấy. Đây. Rồi, vừa rồi mình make không make group để nối cho nên là nó chưa kín cho mình bởi vì nó không nhận. Đó, các bạn nhìn thấy. Khi nối vào rồi thì lập tức tự khắc nó kín vào thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy nó kín vào. Nếu khi các bạn make group rồi các bạn nhấn đúp vào nhé. Đấy.
Đấy, các bạn nhìn thấy nó kín hoàn toàn. Đó, được chưa? Vậy là các bạn đã xong cái tủ rồi. Đấy, chỉ còn tạo vách thôi. Rồi, ok, các bạn hiểu chỗ này không? Hiểu được bụng nickname không? Em hiểu được một tí rồi. Ờ, ha, ổn không? Dạ ổn luôn. Ừ, cháu hay có hay làm theo phương án này không? Dạ không ạ. Cháu thì À. hay dùng Photomat á. À, ừ, rồi. Ừ, ok cháu. Đấy, bây giờ chúng ta có thể đi Hà đi tìm cho chú những ngôi nhà nhé. Ngôi nhà nó mặt chiếu đứng đấy. Sau đó thì cháu cứ thế cháu đồ theo nhé. Dạ. Đây ví dụ, Dạ. Ví dụ ngôi nhà này chẳng hạn mình lấy vào xong mình cứ thế mình đồ theo nó này, được chưa? Dạ. Đấy, hiểu không? Rồi, được chưa? Đó, thế là cút nó ra thôi, mình lấy mặt tiền của nó. Còn đằng sau của nó chỉ là, trong lòng của nó chỉ là một khối hộp thôi. Nếu như chúng ta làm sơn mà chúng ta không phải đi vào nội thất bên trong mà, thì chúng ta chỉ thấy ở đằng trước như vậy thôi. Vâng. Được chưa? Đúng Rồi, rồi bây giờ Thủy thử Nam, thì cần mới Thủy ngồi. với Hà, Hà Nam nhá. Ừ, Hà lấy một cái căn nhà về làm cho chú nhá. Còn Thủy lấy một cái tủ về làm cho Thủy nhá. Dạ. Sau đó các bạn xia màn hình để mình xem kết quả nhá. À, Hà vẽ ngôi nhà thì xia màn hình để chú vừa quan sát vừa theo dõi nhá. Hà có ngồi trước máy tính không? Chưa dùng điện thoại chú. Nó học À qua điện rồi, thoại ok. Ok. Thế Thủy xia màn hình nhé Thủy nhá. thôi. Rồi Thủy xia màn hình đi. Rồi ok Thủy. Thì lấy một cái tủ về đi. Lên mạng hoặc không lấy bài tập nào cũng được. Lên mạng search lấy một cái tủ mặt đứng của tủ đi. Xong rồi lấy vào sử dụng bằng cách đấy. Trong trường hợp mà chúng ta không biết kích thước mà chúng ta muốn vẽ giống như cái tủ đấy chẳng hạn thì chúng ta sử dụng phương án này là phương án khá là tối ưu. Ấy Thủy ơi, Thủy import thế thì làm sao lấy được ảnh hả Thủy ơi? Thủy đang mở bằng file SketchUp mà. Đúng rồi. Vâng. Bây giờ em phải vào vào Google Em xong em phải tìm ảnh á. Ờ đúng rồi, nếu em có ở trên máy thì càng tốt, nếu em có ở trên máy thì em vẽ một cái hình chữ nhật ra, xong rồi tô vật liệu cho nó rồi áp ảnh ấy vào. Theo phương án là tô vật liệu nhé. Đấy đúng rồi, tô vật liệu đi cho nó đi. Đúng rồi, bây giờ lấy hình ảnh vào theo đường map map. Exit đâu? Đúng rồi. Rồi tìm thấy cái tủ đi. Thôi đây là cái map rồi, lấy hình ảnh mặt đứng vào tủ là Thủy. Được không ạ? Được, nhưng cái này đâu phải là tủ đâu em. Lấy hình ảnh của cái mặt đứng của tủ đó. Đúng rồi, bấm vào đây đi. Thì đến nơi bây giờ thể liên lạc tìm một cái giá kệ đi, giá được sách đi, cái liên này lạc tìm cái giá được sách đi. Cái này của em được không ạ? Cái đấy nó cả một cái khối cơ.
Em tìm lấy cái giá được sách này, giá được sách đấy lên mạng search để. Bấm vào hình ảnh đi, bấm vào hình ảnh đi. Không, lấy mặt chiếu đứng đi. Cái này chỉ vé trong mặt chiếu đứng thôi. Đấy, đúng rồi, chính xác. Lấy cái đấy về, vé nhanh vào cho anh nhé. Đấy, trong trường hợp mà chúng ta không biết kích thước mà chúng ta muốn giữ nguyên được cái tỷ lệ các khung ngăn với nhau đó thì chúng ta làm phương án này. Server đi. Desktop đúng rồi, cho desktop thôi. Bài chơi chơi thôi mà. Rồi chúng ta lấy ô nó vào. Ơi Thủy ơi, tô theo vật liệu mà import làm gì, em xóa toàn bộ cái này. Đấy đúng rồi, chính xác. Là em có kẹt Đấy đúng rồi. kẹt trở vào import đấy. Hình như vừa rồi desktop đúng không? Rồi ok, rồi lấy cái giá đấy mà. Rồi ok, chính xác. Rồi chọn bề mặt, nhấn chuột phải đi. Texture đâu, texture đâu, texture đâu. Đúng rồi. Rồi. Được, được, được cả. Kéo to là tí. Rồi, được rồi, ok Thủy. Nhấn chuột ra chỗ khác đi. Rồi, ok. Bây giờ em phải xóa hết các mặt khác đi. Đây đang là cuối hộp mà. Em xóa hết các mặt khác đi, chỉ để một mặt này thôi. Đúng rồi, xóa hết các mặt khác đi. Đấy, đúng rồi, chính xác. Em muốn kéo to nhỏ nó là à đây đây rồi. Em chọn cạnh đi, em chọn cạnh đi. Đừng chọn điểm như vậy, chọn cạnh xong nhấn M di chuyển nó vào. Chọn cạnh xong rồi. Chọn cạnh đúng rồi, M đi, di chuyển nó vào. À Hiểu vấn đề chưa? rồi rồi, rồi, rồi vâng ạ. Ừ. Rồi. Xong rồi thế nào nó làm cái Trở về mặt chưa đứng đi, mặt chưa đứng đâu, biểu tượng ngôi nhà ấy, ngôi nhà, ngôi nhà đâu, nút lệnh ngôi nhà đâu, phan phan không phải, đấy là ISO rồi, sang bên đi. Đấy đúng rồi, phan chưa đứng, hình như của em là chiếu cạnh đúng không? Rồi em tô vật liệu là chiếu cạnh, rồi em chọn chiếu cạnh đi, cạnh nép 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 like rồi. Không, sang bên nữa đi, đã hết đâu. Lép đấy, đúng rồi, chính xác, được chưa? Chọn nó xong khóa nó vào đi. Rồi, make group nó vào đã. Rồi. Em chọn tất đi, em chọn tất, em đang chọn bề mặt rồi, em kéo chọn cả đi. Đấy, make group nó vào. Rồi, khóa nó vào. Rồi ok. Đấy, bây giờ biểu hình chữ nhận đi, vừa bằng cái tủ đấy thôi. Xong rồi cứ thế đồ theo nhé. Rồi, chọn chế độ trong suốt đi, chế độ nhìn trong suốt nào. Thế nó nhìn trong suốt ở đâu ạ? Đấy, được được đây. Các chế độ nhìn đấy, di chuột đi, di chuột sang trái đi, sang trái nữa đi, sang trái mà em hiểu sang trái không, đang sang phải rồi, sang nữa đi, sang nữa đi, đấy đấy chưa, thấy nó trong suốt chưa. Rồi zoom to đến, đừng đừng xoay nữa, một khi mình đã bề mặt rồi thì đừng có xoay nữa nhé, nhấn vào nét cho nó cùng hình đi.
vào đây xong rồi mình cứ thế vẽ theo các mặt đó thôi ạ. Đúng rồi, cứ vẽ theo thôi được chưa? Đúng rồi, Chắc của em nó không nó thẳng, bị nó không thẳng mà. nó bị chéo rồi. Rồi, ok. Thế rồi quan sát lại, anh làm lại lần nữa nhá. Hiểu vấn đề rồi đấy. Rồi rồi, tắt xem màn hình đi. Anh sẽ làm lại lần nữa cho các bạn quan sát nhá. Đấy, trong trường hợp mà chúng ta lấy cái ảnh về mà nó có đấy rồi mà chúng ta không rõ kích thước của từng cái một thì chúng ta nên làm cái này để chúng ta ra được mẫu mã cho giống. Rồi, ok các bạn. Đây, mình lấy giá sách đi. Mình lấy giá sách này. Rồi, ok. Thủy ơi, em tắt mic nhá. Rồi, ok. Mình lấy giá sách này. Đó, mình lấy cái giá sách này. Đấy, ví dụ thường thì sẽ nằm ở trong mặt chiếu đứng thì nó sẽ là ổn nhất. Còn sau này, ví dụ như các bạn biết Photoshop rồi, các bạn có thể là co kéo nó vào cho nó giống, cho nó về mặt đứng hình, tức là mặt chiếu đứng đó, thì nó ổn và nó nhanh. Được chưa? Đây, bây giờ ví dụ như mình lấy cái giá sách này đây. Cái giá sách này đây. Rồi mình lưu lại. Rồi, ok, mình muốn kiểu dáng nó giống như thế. Rồi mình xóa hết những cái chỗ này đi. Rồi mình mở khóa nó ra. Rồi, ok, về về mặt chưa đứng một cái vẽ cái hình chữ nhật. Rồi mình tô một ô vật liệu bất kỳ vào đây, sang edit, bấm vào cái thư mục này. Rồi mình đi lấy. Rồi ok, cũng khá ổn rồi, mình cũng không phải phải cắt nữa, không cần phải co kéo nữa. Nếu các bạn thích co kéo, các bạn chọn vào đây, nhấn chuột phải, chọn texture position. Đó, các bạn có thể co kéo thêm tùy các bạn. Rồi mình nhấn lên chỗ khác. Rồi mình chọn cạnh này, mình di chuyển nó xuống tí đấy cho nó vừa bằng như này. Rồi mình chọn toàn bộ, mình make group nó vào đó, mình vẽ cái hình chữ nhật. Rồi ok các bạn, thế bây giờ mình chỉ việc đi đồ thôi. Rồi à, đây các bạn nhìn đó, mình chỉ đi đồ thôi. Đây mình vẽ hình chữ nhật này. Rồi đó, nếu các bạn lấy vừa bằng đầu này rồi nhé thì cái đầu này các bạn không cần bằng đâu, bởi vì là hình chữ nhật bao giờ nó cũng vuông góc rồi và chạy như này sẽ song song thôi. Cái còn nó thừa là mép tí trên này thôi, kệ nó nhé, bởi vì là hình của mình nó chéo mà, hình của mình nó hơi chéo. Rồi đấy, hình của mình nó hơi chéo, mình để cho nó trong suốt đi. Rồi đó, mình lại kéo từ góc này lên. Rồi kéo tiếp góc này xuống. Rồi tiếp từ góc này lên kia, ra kia. Rồi các bạn có thể kéo to này, không sao cả nhé các bạn. Sau đó các bạn chọn cạnh này này, chọn những cái cạnh này này. Đấy, các bạn di chuyển nó xuống. Đấy, các bạn chọn một cạnh, sau đó nhấn Ctrl nhé, chọn các cạnh còn lại. Đấy, các bạn mờ di chuyển nó xuống. Đấy. Đấy. Rồi. Mình vẽ tiếp. Rồi.
Đấy, đến đây các bạn mỏi tay quá thì các bạn kéo tầm này thôi. Đấy, sau đó các bạn chọn cạnh cạnh này. Các bạn mờ nó ra. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy mình làm. Đó. Nếu nó dài quá thì mình cứ vẽ vậy thôi. Xong rồi mình chọn một cạnh mình di chuyển nó ra. Đấy. Đấy, các bạn di chuyển từ cái một cũng được, không sao cả. Di chuyển xong cái này thì các bạn chọn cái khác các bạn di chuyển. Ở đây mình không chọn tất để mình làm từng cái từng bước một để cho các bạn nhìn thôi. Đấy, đều được cả nhé. Sau đó các bạn làm gì? Dùng xóa đi thôi. Đấy, để nó liền lại với nhau. Bởi vì các cái này sau đó cút ra nó đều có chiều sâu bằng nhau mà. Đấy, khi xong một căn phòng của các bạn là có một cái tủ nó có kiểu dáng như này thì mình cũng không phải mất quá nhiều thời gian để mình ngồi mình đồ mình vẽ lại nó, mà mình cứ lấy hình ảnh, mình chụp một cái hình ảnh nào đấy sau đó mình đồ theo. Bây giờ các bạn cút ra này. Đó, ví dụ độ dày các bạn cho 550 đi. Đó. Đấy, các bạn đã được cái giá sách rồi. Được chưa? Bây giờ chỉ còn lại mấy tấm đằng sau này thôi. Đấy, mấy tấm đằng sau này các bạn có thể về mặt chiếu đứng này. Rồi mình đang ở mặt chiếu đứng mà. Đấy, các bạn đồ tiếp. Đấy. Các bạn lấy từ dưới chân này lấy lên. Đấy, đồ lên. Đây cũng vậy. Lấy từ chân này đồ lên giáp trên này. Dưới này cũng vậy. Đấy, cái nào giáp mép thì các bạn lấy đồ nó xuống. Rồi các bạn hiểu vấn đề chưa? Em có hai câu hỏi ạ. Ừ, em hỏi đi. Thứ nhất, ví dụ như là mình muốn lấy cái đấy ra thì mình muốn vẽ cái mặt trước tiên của nó thì làm sao? Ví dụ như mình sợ nó kích thước nó không bằng nhau chẳng hạn thì phải làm sao ạ? Tức là em muốn lấy cái đồ vật này ra đúng không? Vâng. Đây, em lấy đồ vật này, em nhấn đúp vào đây này. Em make group nó vào nhá. Được chưa? Sau đó em di chuyển nó ra. Vâng. Được chưa? Với lại mình sợ là mình vẽ là cái chỗ mặt đằng trước này, ví dụ như thanh trên không bằng nhau, thanh dưới không bằng nhau ấy ạ. Thanh này với thanh này nó không bằng nhau đúng không? Vâng. Thì em sẽ có một phương án như này. Nhá, em vẽ một hình chữ nhật ra đúng không? Bao giờ cũng phải có về bề mặt rồi, chúng ta học rồi, vẽ 2D phải trên bề mặt rồi. Yeah. Ok, sau đó em dùng thước này. Em kéo thằng này chạm vào đây đúng không? Ổn chưa? Rồi ạ. Cái này xuống đây đúng không? Đấy, em nhìn nó là 26 đúng không? Vâng. Yeah. Em đặt vào đây đúng không? Là 30 đi. Cho 30 đi. Đấy, em cứ kéo ngắm ngắm tầm như thế, em cầm em kéo xuống em nhập thông số này 30, xong chưa? Rồi ok. Này kéo xuống đây được chưa? Em hiểu vấn đề chưa? Rồi em hiểu rồi. Rồi sau đó em lại cầm này kéo xuống đây 30, bằng chưa? Rồi.
Đấy, các cái khác em làm tương tự như thế đó, em ngắm tầm bằng được chưa? Cái này chỉ là hoạch định thôi, cho nên mình ngắm tầm. Còn cái này mà muốn chiều dày của nó bằng nhau thì mình cứ điền thông số thôi, Nè. được chưa? Với lại Đó, ví dụ nhà cửa chúng ta làm tương tự như thế. Rồi em hỏi tiếp đi. vâng, với lại em làm sao mà biết được mình khi mà phun nó ra là bao nhiêu, kích thước bao nhiêu ấy ạ? Cái này nó không có kích thước chiều sâu, tức là mình lấy ảnh ở trên mạng mình làm giống kiểu của người ta ấy, Dạ vâng. thì trong đầu của mình phải cho biết Vâng. là chiều sâu là bao nhiêu chứ, bởi vì là đến chỉ dạng ảnh cho nên người ta không không thể kích thước cho mình. Thì mình làm quen rồi mình cho chiều sâu, ví dụ như là 500 hay là 400, tức là Dạ. 40 cm đấy. Đấy là Rồi rồi em anh hiểu làm rồi. mình làm thiết kế thì mình phải có cái định hình ở trong đầu Vâng. rồi. Em Rồi hiểu ok vấn em đề hiểu. chưa? Được rồi. Rồi, còn bạn nào cần hỏi câu gì hay không? À, hỏi đi. Cháu hỏi nếu mà ví dụ mà đẩy khối nó ra rồi ấy, thì cái những cái nói sao đấy, những cái thanh đằng sau ấy. À rồi, cháu hỏi. Đấy, như chú vừa giảng rồi nhé. Khi chúng ta make group ra này đúng không, nhìn thấy không? Dạ. Rồi, ở đây chú xóa hết cái đường này đi nhá. Đây, chú chọn những cái đường này nè. Đây chú nhả ra. Rồi cháu nhìn thấy không? Đây này đúng không? Cái bề mặt đằng sau này đúng không? Nhìn thấy chưa? Vâng. Rồi bây giờ cháu chỉ xóa xóa những cạnh này thôi, tức là cái tấm đây mình ăn explode ra nhá, explode ra À này, nhìn thấy không? dạ. Xóa những cái này đi, xong chưa? Rồi. Ổn chưa cháu, ổn chưa? Đấy, À vâng, xóa nó đi. ổn chưa? Rồi. Ok. Mình make explode để mình kéo nó ra và sau đó mình xóa nó đi thôi. Vâng. Đó, được chưa? Được cái giá chưa? Đấy. Nhà cháu làm tương tự như thế nhé, đằng sau cháu chỉ đẩy một khối thôi. Ví dụ đặt giả sử rằng cái này của chú nè là mặt đằng trước nhà nhé. Dạ. Thì mặt đằng sau này, mặt đằng sau chú chỉ đẩy một cái khối như này thôi, khối hình hộp như này thôi. Vừa rồi kéo cả hộp này. Rồi ở Được dưới chỗ rồi. này mà nó khung này thì cháu chọn xong cháu cút lại đằng sau được chưa nhỉ? Chiều dài căn nhà hay là bao nhiêu thì cháu cút lại, ví dụ như 10 mét hay 15 mét được chưa nhỉ? Cút nó vào nhá. Thì bé mặt đằng trước nhà thôi. Rồi, còn bạn nào cần hỏi câu gì không? Rồi, không có câu hỏi nào đặt ra thì nhiệm vụ của các bạn này. Về nhà làm cho mình bài số 4 nha, số 4 lý thuyết là bài hôm trước rồi nha. Rồi, sau đó làm cho mình bài số 5 này. Bài số 5 là tàn mặt chiếu đứng thôi nha. Đây mặt cắt của nó này. Mặt cắt của cái tủ này này. Đó, các bạn lấy vào nhá. Mặt cắt của cái tủ này. Đây cũng vậy này. Đấy, mặt cắt của cái tủ này. Được chưa? Mặt chiếu đứng tủ này, mặt cắt này. Đó, các bạn vẽ cho mình hai cái tủ quần áo như thế.